không cần tiền mặt hay bất kỳ một phương thức thanh toán nào khác. Chỉ cần một nắm lá cây là người dân có thể mua được đồ ăn hay thức uống mình thích. Phiên chợ độc đáo này do bác sĩ Bùi Quốc Thái, một thầy thuốc nam thường xuyên làm từ thiện ở tỉnh Tây Ninh khởi xướng. Ngoài khoản chi phí tự có, phiên chợ còn được bạn bè bác sĩ Thái cùng đóng góp thêm. Em thấy là chợ này vui, thú vị, khiến cho những người xung quanh cảm thấy phấn khởi khi mà đến chợ này, tham gia chợ này. Đồ ăn vừa miệng mà vui anh. Chợ lá này có khoảng 30 gian hàng với hơn 50 món chay và nước uống khác nhau, thu hút hàng ngàn lượt khách từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh tham gia. Phiên chợ độc đáo này đã mang đến cho người mua lẫn người bán những cảm xúc đặc biệt. Cái mục đích của chúng tôi á, thì đến với cái phiên chợ này đó chính là tạo một cái sân chơi cho mọi người sau những cái buổi làm việc vất vả, mệt mỏi, thì quay lại với cái tuổi thơ. Từ ngày xưa mình cũng nhớ là khi mà mình còn nhỏ mình hay chơi những cái trò chơi buôn bán, thì cũng dùng lá để mà mua đồ thức ăn, thì bây giờ cũng vậy. Bên cạnh các quầy ẩm thực, chợ lá còn là nơi khám bệnh và cấp thuốc cho hàng ngàn người dân trong tỉnh Cà Mau. Những thông điệp cuộc sống được gửi trao qua một phiên chợ đặc biệt. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị giữa cuộc đời còn nhiều bon chen, hối hả vì cơm áo, gạo tiền.